Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay thì Hùng sẽ giới thiệu với các bạn nhé, một mẫu xe cực kỳ hot của Kia mà tôi tin rằng là các bạn cũng đang rất mong chờ, đấy chính là Kia Cerato 2019, và ngay trước mắt các bạn bây giờ chính là phiên bản 2.0. Và bây giờ hãy xem mẫu xe này có những điểm gì thay đổi so với đời trước. Vâng. Thì nếu như các bạn nhìn phần đầu xe này, phần đầu xe nó trông nó vuông hơn, nó vuông và nó cứng hơn. Ví dụ phần lưới tản nhiệt, các cái thanh mạ chrome này nó cũng làm được dày hơn và to hơn, ngay cả các cái ô lưới này cũng thế, trông nó cứng cáp hơn hẳn. Các bạn có thể nhìn ngay các đường nét thôi là sẽ thấy là trông nó cứng cáp hơn, ngay phần cản dưới này cũng vậy. Đó, cản dưới. Vâng, vẫn là cản dưới này vẫn là sơn bóng nha các bạn. Vẫn sơn bóng này, bốn cảm biến. Đèn gầm là đèn bi nhá. Đây, đèn gầm đèn bi này. Nói chung là nếu mà so với Cerato đời trước, các bạn có thể nhìn ngay phía sau kìa. Đó, ngay phía sau Lê Hùng đó. Thì sẽ thấy rằng là Cerato đời trước nó mềm mại mà nữ tính hơn, manly hơn, chính là Cerato 2019. Và đây, bốn đèn LED định vị ban ngày. Và ở trên phiên bản 2.0 này thì đã sử dụng đèn pha cốt là cũng là LED hết rồi. Và là ánh sáng trắng. Ngay bây giờ mình sẽ bật lên, mình bật hết đèn lên để cho các bạn có thể thấy. Cerato đời trước thì đèn chán lắm, đèn tối om. Đó. Thì mình nghĩ đèn này sẽ nhìn đã thấy sáng rồi, đèn sinh an ngay bên dưới ạ. Vâng. Mình bật nốt đèn gầm lên nhé. Bật nốt đèn gầm lên. Rồi. Lên hết luôn. Và những cái đường gân trên nắp capo này nhìn nó rõ ràng, nó mạch lạc hơn hẳn. Xe này mới về luôn nha các bạn, xe này vừa mới chuyển về để chuẩn bị PDI, và trước khi trưng bày mình sẽ lập cái nắp capo lên. Cerato mới này thì cái bản 2.0 này vẫn sử dụng các cái động cơ như Cerato 2.0 đời trước, vẫn là động cơ NU. Công suất nó khoảng 159 ngựa. Đó. Không có gì đặc biệt rồi, Acqui Pinaco. Rồi. Các bạn nhìn lên phía trên một chút rồi, và tấm cách nhiệt này, dòng cách nhiệt. Và nói thật sự là không chỉ là nhìn đâu, mà chúng ta có thể thấy này, nó chắc, nó cứng cáp hơn. Đây, các bạn có thể tiến sang bên đây để xem phần thiết kế la răng. Thực ra nhìn ngoài này thì mình thấy cái la răng này tương đối ổn. Đấy, các bạn có thể nhìn ngay sang bên kia là Cerato, thiết kế la răng Cerato đấy trước. Đấy, ngay phía sau, đó, có thể thấy ngay. Có thể so sánh, xấu đẹp thôi tùy mọi người. Anh em có thể thấy xấu thấy đẹp như thế nào thì comment bên dưới. Và đèn xi nhan trên gương. Nói chung thiết kế của Kia gần đây rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ lấy chiếc chìa khóa này ra cho các bạn xem. Đó, chìa khóa này. Chìa khóa thay vì bấm này bây giờ là chuyển này. Đó, trông rất đẹp luôn. Chìa khóa Kia này. Nói chung Peter Schreier, người thổi linh hồn vào các dòng xe của Kia, luôn nói một câu mà mình rất thích. Đấy chính là trái tim mỗi cái thiết kế của xe ấy, là cách chinh phục trái tim người dùng nhanh nhất. Nếu như các bạn nhìn trên này thì có thể các chi tiết mạ chrome thì chưa thấy đâu, nhưng mà thực sự đây là chưa bóc ra thôi. Đấy, mình sẽ bóc ra cho các bạn xem. Bóc tem luôn. Rất đẹp luôn. Trụ B thì vẫn là sơn đen mờ. Đây, mình bóc ra thôi. Cái PDI thì đường nào cũng bóc thì mình bóc trước. Bỏ ra đây. Đấy, bóc hết ra là chrome đẹp. Trông yêu hẳn luôn. Sáng bóng. Vệ sinh lên nữa thì long lanh. Cửa thì vẫn là cảm biến đấy nha các bạn. Vẫn là cảm biến mở cửa ở bên lái và bên phụ. Nhưng mà nếu mà nó thiết kế chìm hơn nữa thì thật là tuyệt vời. Bây giờ thì mình sẽ sang phần đuôi xe một chút. Đó, các bạn thấy chưa? Đèn này nhìn cứ như gọi là Audi luôn, mà nhìn ở ngoài trông nó cũng đẹp thật. Chụp ảnh còn đẹp nữa, nếu mà chụp ảnh với công nghệ bây giờ thì cực kỳ đẹp. Tuy nhiên thì sự khác biệt lớn nhất xin thưa các bạn giữa xe bình dân và xe sang đó là cái vật liệu và cái độ hoàn thiện. Nhưng với Kia như thế này thì mình thấy quá đẹp. Đây, đèn hậu này. Rồi, các cái đường line chạy này. Thậm chí có cả đường line chạy trên cái chính cái nắp capo này nữa. Nắp capo này thì cũng như đời trước thôi, vẫn mở bằng bằng điện. Và, nhưng đóng bằng cơm.
Tuy nhiên bạn cũng có thể đứng cạnh 3 giây như thế này và tít 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 nó mở lên, thì cũng tương đối là giống Serato đời trước. Và bô đơn phía bên dưới, đèn sinh an, đèn gầm, đó, tất cả đều là LED hết nhá. À không, đèn dưới này là đèn bóng halogen bình thường. Ở trên mới là LED thôi. Xe mới quá. Và các bạn đây, các bạn có thể tiến lại đây để mình sẽ thử cho các bạn là một trong những cái chi tiết mà Serato đời trước mình không thích lắm, đấy chính là cái nắp bình xăng. Cái nắp bình xăng là nó như thế này. Nó rất hay bị kẹt và nhiều khi mình cứ phải nhấn như này mở ra để mình thử mấy lần xem với cái này xem như nào. Ôi xin lỗi, nhấn nhầm. Rồi không sao, đấy. Có vẻ như là ổn hơn rất là nhiều. Đó, cho nó chắc và thoải mái luôn. Thực sự rất là cứng. Đây, thử vài lần đi. Cho các bạn thấy. Không, khả năng là ổn đấy. Và thưa các bạn, cánh cửa. Cánh cửa đóng là phập, nghe ngon hơn hẳn luôn. Đây. À, nghe tiếng động chân thật nhá, thân giật luôn. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào bên trong khoang xe, hàng ghế trước. Có lẽ nội thất là sẽ là cái điểm mà thay đổi rất là nhiều. Vâng, nội thất thì như các bạn có thể thấy này, toàn bộ là phong cách của Optima rồi. Phối màu da, đấy, màu đỏ đen tương phản, đấy, đường chỉ đỏ may, rất đẹp. Thực sự là so với Serato đời trước thì đây, mình có thể sờ vào da này. Trông nó xịn hơn hẳn. Ngay cả phần thiết kế ghế đây các bạn có thể thấy. Đó. Trông nó cứng cáp. Và một cái chi tiết là mình cũng xin được chia sẻ là cái đời trước ấy, là đây. Nếu như cái đời trước nó thường là gá vào nhau thì bây giờ đã được may rồi. Đúng không ạ? May rồi. Sẽ không sợ bung ra đâu. Rất khó chịu ở trên đời trước nhé. Đường chỉ may da rẻ. Nói chung nhìn xịn hơn rồi. Nhìn xịn hơn đấy thưa các bạn. Và các bạn hãy quan sát trên phần táp lô này, chắc chắn chưa ạ? Chắc chắn, thiết kế cứng cáp hơn. Nó tương đối cứng cáp giống như cái phần đầu xe. Và có thể bóc ra luôn, để mình bóc ra xem. Rồi, đấy. Có nhôm, đẹp hơn. Chi tiết này, thiết kế điều hòa trông cũng cứng cáp hơn. Điều hòa đây, toàn bộ cái khu vực này thì có thể thấy là phong cách của Đức rất nhiều và nó mang hơi thở của BMW gì đó. Còn đây các bạn có thể nhìn cái cửa gió điều hòa, đây là của các cái dòng Mercedes gần đây. Đấy, giống như những cái cửa gió của những chiến đấu cơ. Và màn hình to. Thực ra nếu mà nhìn ở ngoài thật như thế này thì mình nghĩ cái màn hình này trông đẹp hơn đấy. Và nó không bị quá thô so với cả cái thiết kế của cái tổng thể này đâu. Và cái độ phản xạ của nó, độ trải nghiệm, sao là mình sẽ trải nghiệm này, nó nhanh hơn cái đời trước và độ phân giải nó cũng tốt hơn. Để mình bóc luôn cái dây bóng cho các bạn có thể thấy. Audio này. Rồi. Đó, nhanh hơn hẳn nhá. Radio này. Ui giời, loa nghe hơn à. Loa chắc chắn là hay hơn rồi. Rồi. Điều hòa thì vẫn là tự động này. Hai vùng đồng lập này. Và đây các bạn có thể thấy là đây là phần sạc không dây, chỉ có trên phiên bản 2.0 thôi. Đây là sạc không dây nhá. Ở dưới đây thì có các đầu ra 12V này, kết nối UX này, hai cổng USB này. Đó. Một cái sạc điện, một cái là để có thể nghe nhạc lấy data thôi. Và có lẽ cái khu vực cần số này khu vực mình thích nhất luôn. Nhìn qua ảnh chụp bằng điện thoại hay up lên trên các cái diễn đàn hoặc là các nhóm bây giờ nhìn nó không yêu lắm, nhưng mà nhìn ra ngoài này thì thực sự là rất là đẹp. Cảm biến lùi có thể tắt này. Cần số này có, vẫn có chế độ S này, đẩy sang này. Cần số đúng là kiểu của Optima, rất đẹp luôn. Đây, Drive Mode thì có Comfort, có Eco, có Smart. Comfort, Eco, Smart. Các bạn có thể thấy, nó hiển thị luôn trên màn hình nhé. Serato mới này thì có cái trang bị thêm là, cái tính năng thêm đấy chính là hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Tuy nhiên cái phanh tay này thì vẫn là phanh tay cơ bình thường, chưa phải là phanh điện tử. Rồi, mình tắt bớt cái nhạc này đi. Rồi, hộc chứa đồ này, vẫn có USB ở đây này. Đấy, cũng khá là rộng.
Và ở đây chúng ta có thể kéo trượt lên đây. Rất ổn. Các bạn có thể quan sát này, vô lăng này, vô lăng rất đẹp luôn. Vô lăng này nó ít nhựa hơn, trông nó xịn hơn này, có phần ốp nhôm này, trông đẹp lắm. Vẫn còn là kết nối Bluetooth này. Rồi tăng giảm âm lượng này, đấy. Trông yêu hơn hẳn luôn. Nó có gì đấy giống Audi Volkswagen. Bóc ra, nhìn nó đẹp đó. Thực ra nếu mà PDI xong thì sản phẩm này nó cực đẹp. Cruise Control đấy. Menu, màn hình giao diện, vân vân. Cái này thì được điều chỉnh về phần màu sắc và tinh chỉnh một chút thôi. Nhưng mà rõ ràng trông nó xịn hơn. Vô lăng thì vẫn là chỉnh cơ bình thường. Đó, chỉnh cơ start stop engine thì quá cơ bản rồi. Nếu như các bạn theo dõi thị trường về xe thì hãy nhớ rằng là những cái mẫu xe như là của Kia Forte đời trước này, rồi Daewoo Lacetti vân vân á, rồi sau này nó phát triển lên Cerato, rồi K3, rồi bây giờ là Cerato 2019, thì thực sự nó là những cái bước tiến vượt bậc của ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc. Và những cái mẫu xe của Kia luôn là gì? Có thiết kế đẹp, trang bị rất nhiều tiện ích đó. Nhưng mà so với cái phiên bản Cerato 2018 trở lại á, thì xe này là xe trang bị ghế chỉnh điện 10 hướng, có bơm lưng. Nhưng mà mình không còn thấy hai cái vị trí nhớ ghế ở đây rồi. Cửa này các bạn thấy như lúc nãy mình nói, đóng rất chắc. Và các hàng phím này trông nó chắc chắn, nhựa nó đẹp hơn. Đó, nhựa nó đẹp hơn hẳn. Nói chung về phần nhựa và phần da của Cerato 2019 thì là thực sự là ưng hơn nhiều so với Cerato đời trước. Đó, ngay cả cái phần thiết kế tổng thể vân vân. Nhưng mà Cerato 2019 này thì không còn hai cái lẫy chuyển số sau vô lăng nữa. Đó, và màn hình này chúng ta có thể sử dụng chức độ bản đồ. Đấy. Trông đẹp đấy. Văn phòng. Đó, cập nhật tên địa chỉ vân vân. Chúng ta có thể trải nghiệm thêm. Rồi, mic thu của cái điện thoại này nhá. Và chúng ta có thể tùy chỉnh vân vân ở trong tất cả những cái này. Đấy. Và các bạn có thể thấy ngăn chứa đồ phía trước cũng như thế này thôi. Và bên thành cửa cũng không phải là quá rộng nhưng mà cũng đủ để 1-2-3 chai nước. Rồi, hàng ghế thứ hai đấy. Cửa đóng nó làm cái phập một cái. Và các bạn có thể thấy điều hòa thì vẫn có điều hòa hàng ghế sau nhá. Rồi. Ghế này, ngồi phía sau nhìn nó cứng cáp, trông cứng cáp hơn là hẳn. Chắc chắn. Da thì như mình nói thì không phải là quá xịn nhưng được phối màu, và nếu mà đánh giá so với đời trước ấy thì mình thích hơn. Trông đẹp hơn. Bệ tỉ tay. Cerato 2019 này thì chiều dài cơ sở không đổi, nhưng mà chiều dài tổng thể cũng như chiều cao chiều rộng có thay đổi 20-30 mm gì đó. Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết trong cái catalog của xe. Đấy, mà sắp ra mắt tới đây thôi. Và xe thì cũng sắp về đại lý rồi. Đấy, các bạn có thể đây. Ngay cả những cái đây nhá. Cái đây, các bạn có thể thấy này, đây, máy khít đẹp hơn. Nhưng rất khó chịu về cái Cerato đời trước là nó nhiều khi dùng rất là bực. Đấy, các bạn có thể khoảng trấn đầu. Đó, khoảng trống đầu xe được như này, người ngửa ra tựa tệ. Đèn đóm đó đẹp. Đấy, khoảng này. Bên thành cửa thì chỉ để được một chai nước thôi. Và thực sự cửa này chắc chắn hơn, dày hơn. Đây là điều mình rất thích. Đấy, các bạn có thể thấy đóng phập. Sàn thì tương đối phẳng. Nói chung không gian sử dụng của Kia Cerato thì rộng. Nếu mà so với Mazda 3 thì rộng hơn hẳn luôn, đặc biệt là hàng ghế sau. Đấy là lý do mà thực ra mình chọn cho bạn gái cái mẫu xe Cerato đời trước là cũng như vậy. Đấy, khi đi xem thực tế. Và giá của Kia Cerato bản 2.0 năm 2019 là 675 triệu đồng. Nếu như so với cả Elantra thì Elantra nó là 665 triệu đồng. Và mình nghe nói đâu đó trong năm sau thôi thì Elantra 2019 và cũng sẽ về. Và thưa bạn, Kia Cerato ở tại thị trường Việt Nam thì có 4 phiên bản. Mình xin nhắc lại nhé. Cerato 1.6 MT là 559 triệu. Cerato 1.6 AT là 589 triệu. Cerato Deluxe và
635 triệu và Cerato Premium chính là mẫu xe mình đã giới thiệu từ đầu tới giờ. 675 triệu đồng. Và rõ ràng những cái thay đổi này có hướng tích cực hơn rất là nhiều và đấy là điều mình thích. Duy nhất chỉ có hai cái chi tiết thôi, một là cái lẫy chuyển số sau vô lăng, hai là các cái vị trí nhớ ghế cho cái vị trí người ngồi lái á, thì không còn nữa so với phiên bản đời trước, nhưng về tổng thể thì mình nghĩ rằng thực sự là yêu rồi đấy, muốn đổi lên xe này luôn rồi, muốn đổi từ Cerato đời trước lên xe này rồi. Còn ý kiến của các bạn như thế nào sau một thời gian sử dụng này, rồi là về cái cảm nhận ban đầu này, thì xin vui lòng hãy chia sẻ ngay bên dưới clip giúp Hùng nhé. Và thay mặt cho Auto Daily, Hùng xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.